Thân mến chào các bạn đến với kênh Sứ Nấu. Hôm nay là mình tình cờ mình đi trên đường, thì mình đi trong một cái làng quê, cái xóm nhỏ, thì mình bất chợt mình nhìn thấy một hình ảnh quá đẹp, cho nên mình mà gửi đến cho các bạn và quý vị một cái chợ, cái thôn Bình Hạnh, xã Xuân Bình. Thì các bạn đang nhìn thấy thì cái chợ thì bà con ở đây coi như là phục vụ cho ở trong một cái thôn xóm nhỏ thôi. Các bạn thấy những cái hình ảnh của quê hương thì ai mà đã đi xa quê hương thì mình muốn gửi đến cho các bạn là một hình ảnh này sẽ làm cho chúng ta nhớ lại quê hương mình. Ai có đi học xa và làm xa thì thấy lại những cái hình ảnh này thì mình nhớ lại và cái quê hương của mình. Đây là một hình ảnh mà chúng ta cũng thấy nó cũng biến sâu lại trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên kênh Sứ Nấu sẽ cho các bạn thấy được hình ảnh này. Đó. Bạn thấy một cái thôn xóm ở quê này nhỏ, các bạn thấy cái gì rất là đơn giản. Xóm quê là đường trong thôn xóm, các bạn thấy không đơn không? Các bạn thấy thì người ta ở đây người ta chi bạc lên, người ta đi mùa mưa thì người ta chi bạc lên để phục vụ cho bà con. Cảm ơn các bạn đã đến kênh Sứ Nấu. Bye các bạn, hẹn các bạn ở video sau.